Thôi luôn. Ông rừng mình thẳng là ông rừng mình thẳng, anh Trường anh nhốt rồi bày ông của anh là giùm em cái nha anh Trường. Nó bay lên tới trên em nó đóng giày không nè. Thôi luôn rồi. Ông anh ở với anh bắt ông bự bự là anh đuổi tôi lũ nhỏ lên đây cho tụi em bắt anh Trường. Ông sợ lên luôn á. Quá xa rồi, mai anh lấy mua lòng bàn anh ập lại giùm em cái nha. Ông rừng mình thẳng. Thôi luôn. Ông rừng mình thẳng nha, luôn thằng anh Trường xuống á. Ông á, mai xuống tiêu diệt ông đó. Hello cả nhà nha. Hôm nay hai anh em lại tiếp tục đi săn bắt ông ruồi nè nha cả nhà. Ngày mới em xin chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe nha, làm ăn luôn luôn thành công trong mọi lĩnh vực nha. Em cũng cảm ơn những anh chị đã ghé ủng hộ kênh em nha. Bắt đồng sáng sao che như tài thiên vậy bắt sáng. Sáng nắng quá cả nhà. Nắng này bắt ông bay đá luôn á. Nắng này bắt ông bay đá lắm cả nhà. Lời nói đầu tiên cho em gửi đến cô dì chú bác, anh chị em đằng xa nha, của kênh đang săn bắt VT. Một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Thì hôm nay thì hai em đi vẫn tiếp tục là công việc nha, đi bắt ong nha cả nhà. Sáng vô thì cũng em gặp được ong nha cả nhà. Nó đóng sát bên em luôn nha cả nhà. Rồi, đây giờ để em quay lại em quay cho cả nhà cùng xem nha. Rồi lụm nó bắt con sát. Ông nó đóng đây nha cả nhà, nó đóng sát như đất luôn nha cả nhà. Tôi đi ăn khỏi pha thuốc luôn nha cả nhà. Cũng giòn giòn nha cả nhà. Đừng có nước cùng mặt nước yêu nước. Được không? Bắt đi được không? Ok. Rồi, bắt ra cả nhà. Ừ. Nhức nắp luôn cả nhà. Quá sướng. Rồi, giờ hai anh em ráp vô đi tiếp nha cả nhà. Có quay cho cả nhà xem nha. Trên ngọn tràm này ngổ này nha cả nhà. Nó đóng lên ngay đây này nha cả nhà. Rồi để em lên em cắt cho cả nhà xem nha. Đây bắt công sản quay nha cả nhà. Cái gì? Học trò. Đâu quên luôn. Mới phát hiện được con rắn nha cả nhà, bộ kia cả nhà. Ghê quá. Đây em đứng bên kia, em đứng bên kia nhìn qua em thấy bông nha cả nhà. Hả? Nó tí sợ. Sáng em mà tụi nó nấu đèn kim nó lớn lớn thôi nha. Bà rỉ nó đó. Giờ này tao chưa có la được đâu. Chưa xíu nữa tao mới la nữa. Ôm bự lắm nha. Nghe thêm chỉ nè. Đó. Giờ để đèn bắt leo lên nha các nhà. Ông lấy cái ba lô tôi đi luôn thì thua luôn. Ngày hôm qua cả nhà, hôm qua nói chung là cũng có câu chuyện buồn nha cả nhà. Hôm qua thì anh em đi ăn được ổ ong mặt, rồi ông chú kia ông chỉ một ổ mặt nữa, rồi tụi em quên nữa cả nhà, bỏ cái ổ kia cũng gần 1 lít mấy 2 lít cả nhà ong mặt, bỏ về xe đi vô cái chỗ ăn ổ thứ hai. Bỏ về xe cái vô tình không biết anh em nào chạy ngang thấy cái lụm luôn cái ổ ong của tụi em luôn nha cả nhà. Mắc luôn ông quá trời buồn luôn. Ra hết muốn luôn. Nhưng mà cũng hên gặp lại ông chú ông chỉ được ổ kia cắt được cũng gần 4 lít nha cả nhà. Nói chung là trong cái rủi cũng có cái may. Anh em thì đi không biết sao, chắc em nghĩ là chắc không phải là anh em người bình thường cả nhà, chứ không phải dân liên ông đâu. Chứ đi ngông không ai làm vậy, anh em đi cực khổ mà gì sao lấy con ta vậy được. Dạ. Con mặt này nó có mặt đá lắm nha cả nhà. Bơm cái đây nè cả nhà. Ông nè. Quá bự luôn cả nhà. Mặt cô vô bít nắp luôn nha cả nhà. Quá đá. Lấy cái hút ra. Không cả nhà.
cờ ghê cơi. Nó ngầu xuống như này. Quá khứ cục mặt. Thấy đã quá nha. Nhật nách rồi. Rồi bỏ vô vỏ để anh em đi tiếp nha cả nhà. Quá đã rồi Đen ơi. Lùm. Sáng gặp Đen ổn nữa nha cả nhà. Sáng bắt con sáng vô khai đao không nha cả nhà. Em khai đao được con ổ ổ đóng trên đầu tiên nha cả nhà. Ổ hơi giòn giòn. Thật đó. Bắt con sáng nó ổ nhỏ nha cả nhà. Mà bắt con sáng dạo này gạt em dữ lắm cả nhà. Em hết tin tưởng nấu rồi cả nhà. Nhỏ mà cục mặt nù ngon lắm cả nhà. Bắt lấy cái tấm kia ra nha. Cái tấm suối nha. Ta dẹt ta khum bên kia coi có con dây nào không nha. Cái cắt lục chứ năm quên cây sim đi. Sim cái cây sim đôi cái này coi nó sát cái kỹ quá okay. Cây sim mày vẽ nó xuống chi mày phải nhả nó lên chứ mày nghe nha chết cậy quá nè cầm cái này đưa ta cứng vô cứng mới bóp. Quá khứ cục mặt luôn cả nhà ơi. Cục mặt kìa. Nhức nách luôn cả nhà ơi. Sao mà đỡ được. Bất động sản thấy mà. Rồi giờ hai anh em ráp vô đi tiếp nha cả nhà. Có quay cho cả nhà xem nha. Đây cả nhà. Em mới phát hiện đi được một ổ ong đó cả nhà. Đó, nó nằm trên cái nửa cái chạm nha cả nhà. Chạm này chạm tơ chừng mới chừng có 1.5 cả nhà. Ổ này thì cũng được rồi chứ không bự cả nha. Đèn đang sống thuốc mê đó nha cả nhà. Xong cho nó mê đi Đen. Trời trời. Mặt thì đỉnh nha cả nhà, mặt ok lắm nha. Đừng làm như bữa té nữa nha cha. Cua luôn á. Bơm bơm cái. Mặt ok lắm nha. Đó, mặt thì tô vô đẹp. Chuẩn bị bít nắp lại hết rồi cả nhà. Nhật nắp. Nè xem cả nhà. Sao cái ổ là nó cũng có đặc trưng ở đây, đặc trưng là ổ là cũng có một cái lá là gì nha cả nhà. Cái đặc trưng của nó là gì nha cả nhà. Bự nhỏ thì phải cũng có lá gì nó mới chịu. Bà rỉ nó là quá trời ngon. Rồi để gắt vô vỏ rồi em đi tiếp nha cả nhà. Gặp ổ khác lớn hơn quay cho cả nhà coi cho xuống. Nha cả nhà.
nữa bắt ông sáng cắt ra nha cả nhà, tại sát nhà lắm. Gì nhỉ? Cắt em cái kéo lại. Ủa mày, mày tao cắt cho Năm. Ủa mày, mày cắt trộm mày riết đủ chết đó Năm. Dạ. Mày cắt kéo nghe cọc một cọc em cái kéo lại. Không, đừng quan tâm đi. Mày sợ người ta phát tới đây tao dưỡng thôi. Sợ gì đó? Đi rồi rung gì đó? Ừ, sao bắt người ta rung? Rung ra nha cả nhà, để cho bắt rung nha cả nhà. Sao em cắt mới này, cắt trong nhà em rung không nha cả nhà. Có cắt con cho thôi chứ gì đâu. Rung rung rung. Em tính em thì nói chung là do con cao quá nha. Nhưng mà người ta cho cắt cho không cho là mình ra thôi chứ không chịu sợ. Này, ráp vô gió đi tiếp nha cả nhà, để em gác tàn lại cho nó. Đây nha cả nhà, bữa đây em có chiều mới nha cả nhà, em bắt ong em khỏi cần đốt đốt thuốc luôn nha cả nhà. Nè, cái nhà có ong nè. Trời ơi, đất ơi. Ghiền thuốc mà không hút luôn. Chưa từng thấy ong luôn. Em cắt em chạy luôn nha cả nhà. Em khỏi cần thuốc luôn. Toàn là nhỏ nhỏ không ra nè, mới cắt được ổ bên kia nữa cả nhà. Đó, với lại ổ vàng này nữa nè cả nhà. Toàn là nhỏ nhỏ khắp á. Sợ dính bóng quyền em không có quay nha cả nhà. Thua luôn. Ông rừng mình thẳng là ông rừng mình thẳng, anh Trường anh nhốt cái bầy ong của anh là giùm em cái nha anh Trường. Nó bay lên tới trên em nó đóng dày không nè. Thua luôn rồi. Ông anh ở với anh bắt ổ bự bự là anh đuổi tôi cái tụi lũ nhỏ lên đây cho tụi em bắt hết anh Trường. Em sợ anh luôn á. Quá xa rồi, mai anh lấy mua lồng bàn anh ập lại giùm em cái nha. Ông rừng mình thẳng. Thua luôn. Ông rừng mình thẳng nha, rồi thằng anh Trường xuống á. Ông á mai xuống tiêu diệt ông đó. Em gặp cây tràm này dưới gốc cây tràm này ngổ này nha cả nhà. Để bắt sản vô cắt cho cả nhà xem nha. Thô. Thôi sao mà lép là bức ta. Ngổ này không ngon ta, sát đất này không ngon ta. Không hả? Ngổ này hơi dở nha cả nhà. Dở nè. Đợt sau đóng ngon nè. Chiến sau đi luôn dùng cái nè. Gì á? Miếng gì vậy? Lép. Nè, ổ này ít mặt quá em cũng không quay nha cả nhà. Bây giờ làm gì không quay? Có quay sơ rồi mà không có quay cũng mất cho cả nhà xem nhiều nha. Rồi, em ráp cái vỏ em đi tiếp nha cả nhà. Giờ đây là chuyến xe cho một sĩ nha. Một sĩ. Bất động sản gặp đen ngổ nữa nha cả nhà. Anh em đồng nghiệp nào gác tàn nha cả nhà. Tàn này gác bằng bữa không? Nở chúa luôn đó. Không ngoài ổ quá, ổ quá. Thuyết ảnh. Ổ gác tàn này nó khúi lắm nha cả nhà. Bữa em thử như vậy em bỏ cơm luôn cả nhà. Lấy luôn. Mặt thì nói chung cũng được nha cả nhà. Mà ốp tàn mặt nó không có sung bằng cái ổ ấy nha cả nhà. Cái tháng mà tháng nắng nha cả nhà. Mới gạo nha. Đó, ốp lại là chiến sao vô 2 xì nè. Rồi, giờ hai anh em ráp vô đi tiếp nha cả nhà. Em gặp đây ngổ nữa nha cả nhà. Để bắt công sản vô cắt cho cả nhà xem nha. Ổ cũng nhỏ nha cả nhà. Con mày ơi. Con này không? Không phải á. Không phải quá, con này tơ mà, bữa gặp lâu rồi mà cũng nở chứ tơ rồi. Thì tầm vậy rồi, đang cho mắt dơ tầm vậy rồi cả nhà.
giờ có gặp là được rồi đúng không cả nhà? Mặt thì khá ok nha cả nhà. Giờ em ráp vô vỏ đi tiếp nha cả nhà. Anh em mới giờ đi khu khác nha cả nhà, chạy qua khu khác là xe để về kia kìa. Ổ này thì hồi bỏ đợt trước đi thì em mới giờ em dưỡng mà nha cả nhà. Hồi nãy chạy vô mà cũng không có tin tưởng lắm, sợ anh em đồng nghiệp đi cắt rồi ai về vô nó còn cả nhà. Quá mừng luôn, nó đóng trên cây tràm rồi cả nhà. Đó. Để em phóng to lại xíu cho cả nhà coi nha. Đôi ổ cũng nhỏ chứ không bự nha, nhưng mà cục mặt thấy nó cũng no no lắm. À, tại em mới ăn cơm no không biết nữa. Đen đang leo bắt nha cả nhà. Trời, cho ăn uống xong bét phun vô mà yếu dữ. Nói chung là em dưỡng ổ nào thì còn ổ đó nha cả nhà, còn đen dưỡng toàn mắt không. Đen là dưỡng ổ đó. Dưỡng bà lưỡng. Dưỡng con ổ ông rừng Bình Thuận đó. Nhưng mà dưỡng ổ đó đi, ông dưỡng ổ đó chắc chết rồi, bộ khô khô đấy. Mặt mẹ cái khô đen hả? Trần đó, cái cây đó nó dẻo à. Cắt xét rồi đưa nguyên chạy xuống cho tao cầm cho. Bơm nó vài cái nơi. Nói chung là nãy giờ chạy gặp anh em hết đồng nghiệp quá trời luôn nha cả nhà. Nãy giờ em gặp hình như là cũng 2 3 4 người cả nhà. Nhưng mà chắc anh em chưa đi vô những cái khu này quá. Hên ổ ông vẫn còn chứ ổ này nó đóng ngoài đường luôn cả nhà. Đây là cái đường này. Chạy qua chạy lại luôn. Hả? Vừa ăn luôn ha. Hả? Ý, ở đó mặt nhiêu con. Giỡn không. Bật giỡn đi cu đen. Cả cái cánh cây kìa. Bơm nguyên tử. Cha nặng lắm nha cả nhà. Wow. Ôm này thì bố em nói chung là ông nó bu cũng đen lắm nhưng mà em nghĩ ổ không bự. Đúng rồi, ổ cũng vừa chứ không có được bự lắm. Để cả quay cái ơi. Rồi đó cả nhà. Vũ là cho cả nhà có con mặt coi. Con mặt đẹp quá chứ. Con mặt đẹp lắm cả nhà. Đi nè. Nó cắn ống. Nó đang cắn ống là nó chăm vô thêm cả nhà. Đó, đứng vào đây nè, chuẩn bị trái nắng quá. Rồi. Đó. Quá đẹp cho một cuộc tình. Quá đã. Đợt trước thì em đi khu này ong nó khô nha cả nhà. Đợt này thì nó làm lại rồi, nó chăm mặt vô đẹp rồi. Rồi để em dắt cái tàn lại lên cái cây cho nó rồi bỏ vô vỏ đi tiếp cả nhà. Cái giờ này cũng 12 giờ mấy rồi, lo tranh thủ đi chứ để chiều nhiều khi ổng mưa bất chợt nó phải chạy về đường xa nữa cả nhà. Rồi mời cả nhà theo chân em nha. Theo chân làm gì? Bắt giò hả gì? Đây cả nhà ơi, em với Đen tới đây phát hiện một ổ trên bụi tre nha cả nhà. Nó nằm trên đây à. Cao quá, chứ quay không thấy quá cả nhà. Để em kiếm cho đây à. Ở cả nhà, chỗ tay em chỉ nè cả nhà. Ở chỗ đó đó, cục Đen đó đó. Tre tầm trong xe sáng này còn rậm quá nha cả nhà, không thấy được. Để Đen cắt xuống rồi để quay thành quả cho cả nhà cùng xem nha. Cả nhà cắt xuống đồ cả nhà, cả nhà cục mặt là ổ già mà mặt đẹp lắm cả nhà. Chị Phạm đi hết miếng mặt xuống tư tàn luôn ghê chứ. Mày nói không mà mày không quay nghe ổ gì đâu. Ừ. Nói mà không quay nghe ổ xuống quay mày mặt. Giá lại lấy miếng giá xuống tất tàn luôn nha cả nhà. Rồi góc đùi tao kêu mặt tất tàn.
năm. Cái này mặt nó tàn rồi cả nhà. Quá trời mũi nó cắn chịu không nấu được. Vậy. Dơ gì? Quả kêu ghê. Quả dữ. Quả chúa. Tiền giá ghê cho người. Có giá dỗ cọc. Rồi chắc cái vỏ có đi tiếp cả nhà. Để gặp ổ khác thì em quay tiếp nha cả nhà. Ở đây khu này ngon quá. Mới cắt lửa của ông cả nhà. Ổ này thì đóng cao đóng cho bụi giấy trên này nè cả nhà. Nên đen leo lên chảnh quên cái thoại bọc chảnh luôn. Em không có lấy thợ hội quay được. Giờ hai anh em cũng chạy tàn vậy cả nhà. Lật lên nhà. Cục mặt là cả nhà. Đây cục mặt. Em quên lấy cái điện thoại chứ. Để em lên chảnh kia mới nhớ. Bây giờ em đi em cắt em vô chỗ bao cả nhà. Hả? Con nhỏ không được. Nhỏ. Cầm đi. Rồi để em cắt vô bao nha cả nhà. Gặp ổ khác thì em quay tiếp cho cả nhà cùng coi nha. Bất động sản thấy đây ngổ nè nha cả nhà. Không biết nó nằm ở hướng nào mà bất động sản mập không nha cả nhà. Chắc đây là đây giấu anh vô đây. Nhìn nhỏ quá nhỏ kìa. Nó luôn không có nhà. Ông nó đóng rồi nha cả nhà. Ngay tây bất động sản. Hồi này cũng có chút cầu mắt ông bay nha, đứng ngoài nhìn nó thấy nha chứ không có cho công mà chắc cũng lột ổ này luôn. Nằm trong băng bang này nè chứ đâu. Nên nằm trong đây nữa. Ừ. Kèo nhỏ xíu không. Nắm cây kèo nhỏ. Ừ. Ủa cây kèo nhỏ quá nha cả nhà. Chú đó còn mặt chú. Không cục mặt. Vậy mà trốn kỹ ghê chứ. Lớn trốn không được. Xíu mà nào trốn kỹ cho cô. Một mặt khá ok nha cả nhà. Trời ơi. Giờ em ra em ráp vỏ đi tiếp. Tôi có mua cho cả nhà cùng xem tiếp nha. Dạ. Cũng gặp được ổ này nha cả nhà. Để bắt công sản vô cắt cho cả nhà xem nha. Sáng giờ mà em mới gặp được ổ nha cả nhà. Sáng giờ em mới gặp được ổ nha cả nhà. Ông riết thì bất động sản mai mốt bất động sản đuổi em luôn vợ. Đuổi chơi. À, mặt ê lưỡi búa đó nha. Lưỡi búa nằm. Ê. Hơi cục mặt quá đã luôn cả nhà. Lưỡi búa lưỡi thái gì. Lưỡi mềm. Con mà quỳ gối luôn nha cả nhà. Ông vợ đóng quỳ gối không cả nhà. Mặt kìa. Quá xíu. Tặng cảnh luôn nha cả nhà. Rồi, để bất động sản ra em ốp tàn lại cái em gác vô vỏ em đi tiếp rồi có em quay cho cả nhà xem tiếp nha. Đấy được nha, chứ sao một sĩ nha. Đây cả nhà. Chạy xe video đường thì em phát hiện trên đây cây này có một ổ nha cả nhà. Giờ này em muốn đuối quá đuối rồi nha, em đi hết nấu rồi. Thấy còn thấy đó nhưng mà còn đuối quá đuối rồi. Giờ để đang leo lên bắt cho cả nhà. Đóng trên cây này nè. Ồ, không nằm ngay lỗ đó cả nhà. Rộng quá nên không thấy được. Không qua được đâu. Để đang leo bắt cho cả nhà. Đỡ khúc nào hay chút lấy cha. Giỡn á. Thấy được không? Không quá. Tối quá.
không được thiệt cả nhà. Chỉ biết nằm ngay cái lỗ đó thôi em, ta em thì thấy nha cả nhà, của cả nhà chứ không thấy được, nó chiều rồi, sắp chiều rồi. Chắc cắt cái ổ này xuống nữa chắc hai anh em của em kết thúc video luôn á cả nhà. Chiều rồi, đi về mệt quá. Rồi cả nhà chờ xíu nha, để đèn bắt xuống rồi quay cục mặt cho cả nhà coi nha. Chứ giờ đèn bắt thì cũng hơi cao, lên xuống hơi lâu cả nhà. Cả nhà bắt xuống được rồi cả nhà. Cục mặt thì ngon mà bị khô chân cả nhà, khu đầu dưới này nó bị khô chân rồi. Ở trên kia thì ngon lắm mà đầu dưới này sâu, ổ này bự mà khô rang cả nhà. Rồi thôi, khu này mình gỡ rồi. Rồi, qua đây thành quả của anh em, của tụi em vô đây nha cả nhà. Nói chung là sáng vô cắt con lắm, chiều thì nói chung là cắt đây một ổ hai ổ chứ không có nhiều quá nha. Sáng vô thì làm liên khúc luôn, con nấm tràm mà làm liên khúc remix nha cả nhà. Còn chiều là toàn là bolero không mà chứ không có remix. Nhẹ nhàng tình cảm nha cả nhà. Thôi, em cũng kết thúc video đây cả nhà. Chào cả nhà luôn nha. Bye bye. Hết nói rồi cả nhà. Rồi, hẹn cả nhà video tiếp theo nha. Chúc cả nhà xem video vui vẻ nha. Bye cả nhà.